Teamplay của United. Còn với Dam thì sao đây? Servus Esports đang muốn đẩy lên trực tiếp với những anh chàng này. Nhìn thấy người đến từ Hải Sa Kim solo gì là người rất điểm DJ One thành công. Ngọc Tân có lẽ cũng rất khó để có thể thoát khỏi tình huống này khi mà Hải Sa Kim đã tiếp cận ngay đằng sau lưng. Và Himat là cái tên nốc ỉ được Ngọc Tân rồi. Hai thành viên còn lại của Dam United là cự ly rất xa so với những người đồng đội của mình. Bóng bò giai đoạn phase thứ 3 thì nó không hề ủng hộ hai đội tuyển nào một chút nào cả. Bây giờ một là giao tranh, hai là buông nhau ra thật nhanh mà thôi. Nhưng có lẽ ở tầm cỡ giải thi đấu PVS của chúng ta thì họ không muốn buông nhau ra một chút nào đâu. Cả hai đội tuyển này đều đang thèm khát cho mấy điểm kill, nhưng điểm kill nó lại đang chưa tới với các thành viên của team Squad Rotation Gaming mà nó thuộc về Good Game Easy. Kobe đã bị bắt, Quangri cũng là điều tương tự. CVD liệu rằng có thể confirm mạng gục này không đây? Đây là những điểm số cực kỳ quan trọng cần thiết dành cho các thành viên Squad Rotation Gaming. Còn với Luxurious, họ đang bị can quét bởi Icarus Cyber Hải Phòng, đã để mất đi hai chủ công là CP cùng với NBK rồi thì giai đoạn sắp tới sẽ rất khó dành cho Luxurious Esports. Còn Sky lại còn khó hơn cả các thành viên Luxurious nữa cơ, khi quả nết của Long Ca hạ gục đi Quang và nốc luôn được cả cái tên Andy nữa. Chỉ còn lại một người chơi duy nhất bên đội ở Sky Sports mà thôi, mà không có một cửa nào để có thể thoát ra khỏi được pha giao tranh này cả. Top 16 dành cho Sky Sports. Và tiếp theo đội Squad Rotation Gaming có cơ sở để đâm vào Good Game Easy, nhưng có lẽ thời điểm hiện tại họ nên bỏ thì hơn. Vòng bò này không phải vòng bò ủng hộ cho cả hai team, và khoảng thời gian 2 phút để vừa hạ gục lẫn nhau vừa di chuyển vào bên trong có lẽ là hơi mạo hiểm. Còn phía bên này, Amy Sport, Icarus Cyber Hải Phòng sẽ gặp nhau. Nết đã trả và tiếp tục là Ninja 2K. Và đó vẫn là Ninja 2K. Một pha sấy cộng thêm những tình huống trả đồ vào thì Icarus Cyber Hải Phòng gần như là tan vỡ hoàn toàn trước Ninja 2K cùng với Amy Sport. Và đó có thể sẽ là dấu chấm hết cho Icarus Cyber Hải Phòng rồi. Còn lại ai đây? Giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra với cả Squad Rotation Gaming nữa khi One Green hay Long Ca đều đã phải nằm lại. Smiley Sport xuất hiện rồi và vừa rồi thép cả Zenith đã bắn sang. Squad Rotation Gaming có phải bị kẹp vào quá nhiều những góc xấu, nhưng với Amy Sport họ đang có cơ hội kết liễu đi Icarus Cyber Hải Phòng, kẻ mà liên tục chiếm đóng ở khu chat Napoliana map thi đấu Irangel. Và đây là cơ hội trả thù tốt. Amy Sport họ chỉ cần tìm nốt cái trang bị nữa thôi là chấm hết với Icarus Cyber Hải Phòng trận đấu này. Những phía của trang bị đáp trả sang, những đó là Hà Cai. Top 15 dành cho Icarus Cyber Hải Phòng. Viên vòng bo mới ở thời điểm này từ hướng 6 giờ cho đến tầm 8 giờ sẽ nổ ra khá những pha giao tranh khi còn lại đó Servus, Dam và hai đội tuyển khác nữa. Và bây giờ với Amy Esports thì cũng chặn đứng lại với New Generation Esports, đổi mạng rất nhanh từ cả hai bên, nhưng dẫu sao Hoàng F xuất hiện, Văn Nghị vẫn đã phải nằm. New Generation Esports đang mất 2 trong khi Amy chỉ mất 1 mà thôi. Cơ hội cứu lên Hakai là còn. Nết tiếp tục trả ra, Ninja 2K xuất hiện ở phía cánh. Fergus nhận biết điều này nhưng dẫu sao cũng phải có một góc đẹp hơn để bắn. Hoàng F trong pha đẩy lên cũng sẽ có quá nhiều những mối nguy hiểm. Tiếp tục smoke được trả ra, Hakai có được một cái chạm nét tốt của Hoàng bắt thẳng với chiếc Fergus. Amy Esports vẫn đang bắn rất bay ở góc viên bóng bo bên này, còn có rất nhiều cơ hội để vượt qua được New Generation Esports nữa. Phía đối diện còn ai đây? Góc mà IQ 500 có vẻ vẫn chưa phần nào bị lộ ra. Nhưng dẫu sao với New Generation Esports, nếu không chớp thời cơ nhanh thì họ cũng sẽ chấm hết. Và đó là top 13 dành cho họ mà thôi. Chí của anh chàng Dũng thì đang bị kẹp cứng lại hoàn toàn, chỉ có một cái cây cọ để mà trốn thôi. Thì quẩy kiểu gì bây giờ? Bắt đi khi bắt thành công rồi. Còn thêm những thành viên đội Sơm đất đang đẩy vào, và để xem Trung Dũng xử lý ra sao đây. Vẫn đang múa rất dẻo nhưng chỉ còn lại 14 tiết mà thôi, cơ hội không còn dành cho Trung Dũng nữa. Một quả lửa Hải Saki khép góc hoàn toàn. Và bây giờ mặc dù team Sorus để mất đi một người, nhưng họ cũng đang có cơ hội để có thêm rất nhiều điểm kill ở khu vực viên vòng bò này. Nhưng nên cẩn thận, còn có cái Dam United đang ở đây, và một mình Sorus sẽ phải chống đến hai team cùng một lúc. Đang bị kẹp giữa vòng bò với đội hình của team Cerberus, và để xem cách xử lý họ sẽ là ra sao đây. Hakai đã bị nốc đi với tên Hải Saki rồi, chỉ còn lại một mình vị trí của Hoàng mà thôi. Quả nết trả ra của Đức Mỹ là chuẩn xác, nhưng cần phải nhanh chóng hơn đi khi phase thứ 5 sát thương là rất lớn. Quả nết được cầu ra và Hải Saki có hồi kịp máu hay không đây? Câu trả lời là không. Không còn cơ hội dành cho Hải Saki nữa rồi. Đức Mỹ bây giờ mà cứu lại người đồng đội của mình thì chẳng khác gì con mồi để Dam United có thể khai thác vào cả. Bò thì đã nốc đi được Nia, nhưng có lẽ với cả Đức Mỹ cũng như Đức Hiếu thì họ đều sẽ phải bỏ lại người bạn của mình mà thôi. Họ đang cố gắng tìm kiếm những thành viên bên phía team Luxurious Esports có thông tin về đối phương, nhưng lại rất khó để có thể bắn vào. 74L1 đã kịp thời hạ gục tên Đức Hiếu bên màu áo của Dam United rồi. Bây giờ di chuyển vào bên trong thế nào đây? Câu hỏi mà có lẽ là không có lời giải dành cho Luxury Esports, thì vị trí họ để tiến vào vòng bò là quá xấu, tầm ngắm lộ ra hoàn toàn. Và chỉ còn lại một mình cái tên của Spell thôi, thì làm sao mà có thể tẩu thoát được bây giờ? Vòng bò xanh đã ở ngay sau lưng rồi, Spell còn đúng một chấm máu và không thể thoát khỏi họng súng của Glorious bên phía bảo Dam United.
Bây giờ di chuyển thế nào cho hợp lý đây? Simon và Glory đã ở một góc khó di chuyển. Và bây giờ thì lượng đồ từ phía Dispendable trả vào gót nơi bị áo bởi ngay quả nết phía Levit. Tiếp tục là cái tên Zigu. Vẫn là cái màn thiện quá đỗi xuất sắc của Levit. Từ phía của Good Game EZ cũng đã ở rất gần trong cái góc này rồi. Đặc biệt là vị trí của Ngạch cũng đã lộ vị trí ra. Levit lấy thông tin hay. Nhưng vừa rồi thì Jun lộ vị trí với vị trí của Hùng Vô Địch. Một tiếng táp quá tốt và tìm thẳng đến cái đầu của Jun. Liệu còn thời gian để cứu lên hay không đây? Smoke đã được trả ra. Cơ hội cứu là còn. Nhưng Levit cũng sẽ cần phải kê chặt lại vị trí của Ngạch đã. Cho một pha đẩy vào gần hơn vào anh chàng Ngạch. Thì anh ta sẽ cần phải kê chặt lại và bắt được Ngạch. Thì sau đó mới có thể di chuyển vòng bom một cách an toàn được. Và Ngạch, đây chưa phải là thời điểm cuối cùng trận đấu. Có lẽ là sẽ vẫn chưa tâm lý đâu. Nhưng một pha đẩy ra cũng hơi hớ hênh như thế này. Rất chủ động và sấy. Nhưng sau là Smoke kia thì Levit sấy cũng không thật sự quá tốt đâu. Vòng bom đang ép vào rồi. Và như vậy thì Levit biết rằng khi đối phương đã yếu thì chủ động đẩy vào gần góc gần hơn. Nhưng đó lại là màn kết liễu từ phía của Hùng Vô Địch với tiếng táp sang. Ngạch nằm xuống vào top 6 cho Good Game EZ. Mà đội Genius The One thoát ra được khỏi cái top 5 này. Và đúng là như thế, top 5 dành cho Genius The One. Và như vậy chúng ta có 4 đội tuyển mạnh nhất. Unicorn Phoenix Đà Nẵng 4 thành viên. The Expendable cũng là điều tương tự. Playco United là 3 và Crazy Gaming 2 người. Crazy Gaming bắt đầu đẩy ra. Ồ, Marcus ngồi trên đúng quả đét của Godzi. Và Crazy Gaming ra đi cũng rất nhanh thôi. Khi mà Spirit vào sau cùng thì nhận phải ống súng đến từ Sinvi. Và top 4 dành cho Crazy Gaming. Nhưng với 3 đội còn lại, đương nhiên cứ thêm một hạng là thêm điểm. Và đặc biệt là hướng đến cái top 1 thì còn có đến tận 10 điểm cơ. The Expendable đang có một cơ hội rất lớn trong trận đấu này. Họ đang kê lại cả Playco United và Unicorn Phoenix Đà Nẵng. Hùng Vô Địch giữ cái cánh ở gần hơn vị trí của Playco United. Và với PU, họ còn đến 3 người. Flash bục bục sang khá nhiều. Và quyết định là công đến từ Hùng Vô Địch cùng với những người đồng đội. Một pha đẩy thẳng tắt đến từ vị trí Hùng Vô Địch. Đối phương đã ở ngay trước mũi xuống Hùng Vô Địch rồi. Và góc nằm này là quá lộ. Nhưng sấy đất hơi nhiều. Nếu sao vẫn có thể bắt được một người. Nhưng đó lại là hai người. Đổi mạng tốt cho vị trí của mình. Nhưng sau đó thì không còn Playco United nữa. Top 3 dành cho họ. Và với hai đội còn lại thời điểm này, Unicorn Việt Nam ở một góc quá khó rồi. Bo đang ép đến. TE thì thoải mái di chuyển ép sắt và gần hơn. Rất cố gắng đáp trả vào những lượng sắt từng gây ra để gây thêm áp lực cũng như búc thêm smoke để di chuyển. Nhưng bò ép vào quá đau, thêm flash trả ra là trắng xóa. Levit một góc nằm bài tờ có thể đưa đến chủ chốt trận đấu này với The Expendable. Gần nhất anh ta đang là vị trí của Chu. Một tiếng nhảy check qua những cái lùm cỏ thì có vẻ Levit vẫn chưa nhìn thấy được rồi. Nhưng với UKV nắng pha để đẩy lên nét tốt của W, knock out vị trí của Levit. Đẩy hẳn về một cách bắn về chiếc Jun và knock out thêm cả Jun nữa. 2v1 trong tình huống cuối cùng. 2v4 dành cho các thành viên The Expendable. Thực sự đó là tình huống Levit nằm rất đẹp. Nhưng kinh nghiệm của Đạt Blue đã lên tiếng. Bây giờ Unicorn Phoenix Đà Nẵng không còn gì để phải lo sợ nữa cả. Họ gấp đôi đối phương mặt nhân sự. Họ sẽ muốn đẩy sang để clear đi đội hình của The Expendable trong những vòng bò cuối cùng năm rồi. Rất nhiều flash được trả ra. Tam thất hạ cũng đi Shinvi thành công. Nhưng chưa thì confirm được đối phương. Tình huống này vẫn đang có cơ hội để The Expendable có thể làm nên một điều điên rồ. Họ có thể làm được tình huống đó nếu như Shinvi không được cứu lại những cái đồ của mình. Nhưng cơ hội lại bị giảm đi rồi khi một Vinic knock đi tam thất thành công. Và không còn cửa dành cho The Expendable nữa. Top 1 gọi tên Unicorn Phoenix Đà Nẵng với 10 kill.